Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Tình Tây Đô. Và hôm nay bên cạnh mình là sản phẩm xe tải Tera 100. Cái sản phẩm này là sản phẩm chủ đạo của công ty ô tô Tây Đô chúng tôi. Và ở trên kênh của tôi thì cũng đã có rất nhiều cái video review chi tiết về tất cả, ví dụ như là nội thất option đi theo xe, rồi là công năng, rồi là về động cơ, rồi hệ thống thùng. Thì hôm nay tôi cũng sẽ xin phép là nhắc lại một chút thôi những cái thông số cơ bản nhất của xe. Còn ngoài ra phần chủ yếu là tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái phiên bản tức là thùng mui bạt mở cánh. Phiên bản này thì tôi cũng giới thiệu nhiều rồi, thế nhưng mà nó chưa hề được hoàn thiện, bởi vì trong cái thời gian làm việc ấy, thì nó phát sinh rất nhiều vấn đề. Và đương nhiên những cái ý kiến đóng góp đến từ khách hàng thì chúng tôi cũng đã cố gắng sửa đổi và cũng đã thêm vào để cho cái phiên bản thùng này bây giờ nó chính thức là một phiên bản thùng hoàn hảo nhất. Thì mời các bạn cùng dõi theo video này tôi để chúng ta cùng đi tìm hiểu về phiên bản thùng hoàn hảo nhất này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video. Thì trước khi mà đến với cái phần thùng hoàn thiện nhất như tôi đã nói, thì cũng giới thiệu lại một chút với các bạn, những ai là người lần đầu tiên xem đến cái video này và đang có nhu cầu tìm hiểu về chiếc xe tải Tera 100 này, thì để các bạn có thêm thông tin về chiếc xe này. Thứ nhất là sản phẩm này thì ra mắt năm 2018 và được sản xuất và lắp ráp bởi nhà máy D2 Moto của Hàn Quốc. Và nhà máy thì hiện tại đang được đặt ở trong huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Tức là xe này là xe của Hàn và được nhập khẩu linh kiện về, lắp ráp trong nước để cho nó giảm cái chi phí nhập khẩu đi, thì cái giá thành nó đến với tay người dùng sử dụng Việt Nam nó mới được rẻ. Đó là lý do vì sao mà xe được lắp ráp. Còn cái thứ hai nữa đó chính là cái động cơ, cái cốt lõi nhất ở trên xe tải Tera 100 thì nó được sử dụng cái động cơ Mitsubishi của Nhật Bản theo công nghệ điện, và nó sẽ giúp cho các bạn có một cái động cơ bền bỉ này. Và đặc biệt là máy của Nhật thì luôn luôn là một trong những cái dòng máy tiết kiệm nhiên liệu nhất có thể. Còn về hệ thống thùng thì xin giới thiệu qua một chút về kích thước nhé. Với phiên bản thùng của Tây Đô, thùng bạc của Tây Đô nhé, chúng tôi đóng với gia công với cái chất lượng cực kỳ dày dặn. Vì thế cho nên tải trọng của chúng tôi nó cũng bị giảm đi. Tự trọng tăng lên thì tải trọng sẽ giảm xuống. Và hiện tại thì phiên bản thùng của Tây Đô đang có tải trọng chỉ là 900 kg. Và chiều dài thùng chính xác nhất của nó lọt lòng ở trong phiếu môi trường là dài 2m8, rộng 1m6 và cao 1m54 các bạn nhé. Đó là toàn bộ những cái thông số cơ bản nhất của xe tải Tera 100 mà các khách hàng thường xuyên để ý đến và thường xuyên hỏi. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết hơn về phần thùng nhé. Đây, mời các bạn cùng vào đây. Thì đây, thưa mời các bạn, đầu tiên tôi sẽ mở thùng lên nhé. Ở rất nhiều các cái video trước ấy, tôi đã làm về cái phiên bản thùng này rồi, thế nhưng mà nó chưa được hoàn thiện. Và sau khi khách hàng cho ra rất nhiều cái ý kiến phản ánh ấy, là chúng tôi cần làm những cái này để cho khách hàng sử dụng nó dễ hơn và cái công năng sử dụng của thùng nó được nhiều hơn, nó được chính xác hơn, thì chúng tôi đã làm. Đầu tiên ở cái phần mở cánh này nhá, thì chúng tôi có làm một cái tay cầm ở đây này. Đấy, tay cầm này thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái điểm tựa để chúng ta có thể cầm nắm ở đây này. Các bạn nhấc cái thùng ra nó rất là dễ. Đấy, đây này. Đấy, khi các bạn nhấc lên đến vừa tầm này nhá, thì chúng tôi có thiết kế một cái gậy bao gồm một cái móc, nó như kiểu một cái gậy móc phơi quần áo ấy. Và ở trong này có một cái móc này, các bạn cứ móc vào đây thôi, các bạn thả nhẹ từ từ thôi. Đó, thả nhẹ từ từ này, khi nào cảm thấy cái cánh cửa lên rồi các bạn thả ra. Cái việc sử dụng cái thanh như thế này, cái thanh móc như này, thì nó sẽ giúp cho cái cửa các bạn nó mở lên từ từ hơn, nó sẽ không bị bật một cách bất ngờ, thì nó sẽ không bị va đập các chi tiết với nhau, thì mọi các cái chi tiết trên xe ấy nó sẽ có cái độ bền tốt hơn. Tóm lại là không va chạm thì nó sẽ có độ bền tốt hơn. Đó, và ở phiên bản thùng này thì đây, sau khi các khách hàng đóng góp ý kiến thì chúng tôi cũng đã làm đầy đủ, mỗi cánh là làm đầy đủ 2 cái tia thủy lực. Đây đấy, mỗi cánh làm đầy đủ 2 tia các bạn nhé. Phiên bản thùng ngày xưa mà chúng tôi làm thì chúng tôi chỉ làm 1 cái tia thôi, cái tia đấy khá là to, thế nhưng mà để mà nó đẩy đều lên hoặc là nó bật một cách dễ dàng thì nó hơi khó, tức là nó chỉ đến mức qua đầu một chút thì các bạn vẫn phải đẩy lên thì nó mới lên được. Đó là cơ bản. Còn sau đây tôi sẽ mở cái phần thùng nhá, để gậy đây. Cái phần bửng này thì trước kia chúng tôi có làm một cái khóa đuôi tôm ở đây để kết nối cái phần bửng. Thế nhưng cái khóa đuôi tôm đấy thì nó sẽ bị chồng chéo với cả cái khóa ở đây này, khóa cũ đây này. Khi các bạn mở ra, nhiều khách hàng hay rất bị kẹt tay. Vì thế nên chúng tôi đã bỏ cái khóa đuôi tôm này đi, còn giữ nguyên cái khóa cũ của nó thôi. Và chúng tôi làm sao để chúng tôi giữ được phần bửng đó bằng cách chúng tôi làm một cái bản lề. Đây, có một cái khóa ở trong đấy các bạn này. Đấy, cả đầu cả cuối bửng đều có nhá, hai bửng hai cái, tổng hai bửng là 4 cái khóa. Cái khóa này thì nó sẽ giúp các bạn đóng mở dễ hơn. Đấy, không bao giờ có hiện tượng bị kẹt tay hay gì cả, các bạn chỉ kéo ra là mở xuống thôi. Đây, thôi tôi sẽ mở cho các bạn này. Và ở 4 bửng chúng tôi đều thiết kế là sẽ có 2 xích 2 đầu, còn phần bửng đuôi thì cũng có rồi, lúc nào các bạn mở ra các bạn vẫn móc bình thường, không vấn đề gì cả.
Đây, phần này thì các bạn có thể trưng bày hàng ở đây khi các bạn cần bán hàng lưu động trên đường này. Đấy, đây nó sẽ thêm như kiểu là thêm một cái diện tích mặt sàn của phần thùng. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể bày bẽ hàng ở đây nó tốt hơn. Rồi, và cái sản phẩm này thì ở bên trong thùng chúng tôi cũng làm rất nhiều các cái móc khóa. Đây, các bạn có thể quan sát rõ vào. Đây, chúng tôi đã móc rất nhiều cái khóa ở đây bởi vì làm sao chúng tôi muốn cho cái thùng của các bạn khi các bạn về các bạn sử dụng nó sẽ sử dụng được nhiều mục đích công việc hơn. Với cái sàn ở đây nhá, chúng tôi cũng đã làm hai cái lỗ thoát nước này. Hai lỗ thoát nước ở hai đầu. Bởi vì thường thường xe thì luôn luôn nó có cái hiện tượng đó chính là dốc về đằng trước. Vì thế cho nên chúng tôi đã làm hai cái lỗ thoát nước ở phần phía ngay sau cabin và cũng sẽ có đường ống dẫn xuống dưới. Và theo cái quán tính thì khi các bạn mà cần rửa thùng hay rửa các bạn xịt từ ngoài vào thì nước nó sẽ dồn đến phần đầu đây và nó sẽ qua cái lỗ thoát nước này và nó sẽ thoát nước đi. Cái thùng của bạn nó sẽ được vệ sinh sạch sẽ hơn và khô ráo hơn. Đấy là cái lý do mà chúng tôi làm thêm cái phần khóa ở thùng đấy. Còn đối với chiếc thùng ở đây, như tôi đã nói, nó đã trở nên hoàn hảo hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất này, về hệ thống đóng mở của nó rất là ok rồi này. Khóa khiếc rất ok. Các bạn mở, các bạn vận hành cái thùng này nó rất là đơn giản. Nó sẽ không làm cho các bạn xảy ra những cái tai nạn trong cái việc mà mở thùng, ví dụ như kẹt tay hay đứt tay vân vân. Bởi vì chúng tôi đã thiết kế đơn giản đi rất nhiều rồi. Thêm nhiều chi tiết hơn nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn sử dụng nó đơn giản hơn. Và cái thứ hai là cái công năng ở thùng nó đã trở lên cực kỳ tối ưu. Các bạn có thể chở tất cả các loại mặt hàng từ khô cho đến ướt, các bạn hoàn toàn yên tâm với hai lỗ thoát nước. Cái thứ hai nữa, khi các bạn có thể muốn thì các bạn có thể mở ra bán hàng. Thứ ba là khi các bạn có thể chở những cái đồ nội thất các thứ thì chúng tôi đã làm những cái móc ở đây rồi. Các bạn hoàn toàn có thể vào hầm chung cư và chở vận chuyển nội thất thuê. Các bạn có thể lấy những cái móc này để các bạn có thể chẳng hàng. Đó là những cái cơ bản và nó cũng đã trở thành một cái thùng mà hoàn thiện nhất. Các bạn không chỉ còn chở một mặt hàng nữa mà có thể chở rất nhiều mặt hàng để phục vụ cho công việc. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đến các bạn nhé, cái phiên bản thùng có thể nói là hoàn hảo nhất từ trước đến giờ mà Tây Đô của chúng tôi làm ra. Sau những cái ý kiến đóng góp các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều đã đưa ra những cái ý kiến để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn trong cái vấn đề về xe cộ để có thể phục vụ các bạn tốt hơn. Và ở phần cuối cùng của video thì tôi cũng xin phép báo giá cái phiên bản xe tải Terra 100 với cái phiên bản mở cánh này và cụ thể đời là đời 2022. Nó đã có xe 2022 rồi. Hiện tại với giá xe nguyên bản cộng thêm mở vách này, làm tất cả chi tiết ở trong, nó sẽ có giá là 245 triệu các bạn nhá. Chỉ với 245 triệu các bạn có một cái phiên bản xe mà các bạn có thể chở được rất nhiều loại hàng hóa, phục vụ cho rất nhiều cái công việc của các bạn. Và ngoài ra cái dòng xe này hiện tại đang được ngân hàng đánh giá là một trong những dòng xe tải nhỏ chất lượng và có thương hiệu cực kỳ tốt. Cho nên là ngân hàng đang hỗ trợ vay tới 80% các bạn nhá. Đấy, rất là cao. Vì thế các bạn có câu hỏi gì về thêm về xe này, muốn hỗ trợ trả góp thì hãy liên hệ với tôi hoặc kết bạn Zalo, chúng ta có thể nhắn tin qua Zalo cho nhau. Đó. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhớ like, chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh YouTube Văn Tình Tây Đua của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.